còn bạn thân lần đầu tiên đến nhà tôi chơi kiểu. Như đó liên hoa tâm thành bên người, cầu nhân sinh không mang khổ đau vì đứng ở gì cả. Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm, từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi. Và đây là con bạn thân lần thứ 45 đến nhà tôi chơi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo.